Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 trên kênh của Minh Phát Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 4 giá vàng thế giới trở lại đà tăng sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang công bố biên bản cuộc họp tháng 3 vừa qua của Phép lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ phản ứng và suy yếu sau thông tin này Ở tại thị trường trong nước Giá vàng phiên hôm nay trở lại xu hướng tăng nhẹ ở cả hai chiều mua bán với mức tăng từ 50 cho đến 200 000 đồng một lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC vẫn đang giao dịch ở dưới ngưỡng 69 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở chiều mua 68 triệu 200 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 850 000 đồng một lượng, tăng 50 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch đã chiều mua và chiều bán là 650.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tại PNG không có sự thay đổi cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên lần trước. Ở chiều mua đứng tại mức 68.200.000 đồng/lượng, chiều bán 68.800.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch đã chiều mua và chiều bán là 600.000 đồng/lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 800 nghìn đồng một lượng. Thưa các bạn, vào thời điểm cuối ngày hôm nay, vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1928,4 đô la Mỹ. Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 5 đô la với tỷ lệ 0,26%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1920 đô la Mỹ và cao nhất 1928 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 43.500 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng khoảng 0,78%. Chỉ số u đêndex, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang ở quanh mức 99,648 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã lùi về mức 2,596% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 97,653 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,71%. Giá vàng SEC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SEC tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán tăng 50.000 đồng lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.150.000 đồng lượng, chiều bán 68.750.000 đồng lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu tăng 100.000 đồng lượng chiều mua, chiều bán tăng 60.000 đồng lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 68.160.000 đồng lượng, chiều bán 68.740.000 đồng lượng. Tại Mỹ Hồng STC tăng 200.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 400 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 700 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 250 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 650 000 đồng một lượng. giá vàng SJC chi nhánh nhận các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 68 triệu 170 000 đồng một lượng đến 68 triệu 220 000 đồng một lượng. Còn là chiều bán có mức giá niêm yết từ 68 triệu 850 000 đồng một lượng đến 68 triệu 900 000 đồng một lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nữ trang SJC Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Ở chiều mua hiện đang có mức giá 54 triệu 650 000 đồng lượng Chiều bán 55 triệu 550 000 đồng lượng Vàng nữ trang bố số 9 giảm 100 000 đồng lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán Ở chiều mua hiện đứng tại mức 54 triệu 250 000 đồng lượng Chiều bán 55 triệu 150 000 đồng lượng Vàng nữ trang 24k ở chiều mua hiện đang có mức giá 53 triệu 304 000 đồng một lượng chiều bán 54 triệu 604 000 đồng một lượng và nữ trang 18k ở chiều mua đứng tại mức 39 triệu 517 000 đồng một lượng chiều bán 41 triệu 517 000 đồng một lượng và nữ trang 14k ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30 triệu 306 000 đồng một lượng và 32 triệu 306 000 đồng một lượng và nữ trang lại 10k ở chiều mua hiện đang có mức giá 21 triệu 150 000 đồng lượng chiều bán 23 triệu 150 000 đồng lượng thưa các bạn vào đêm qua theo giờ Việt Nam giá vàng thế giới đã biến động hết sức khó lường khi ủy ban thị trường mở liên bang đây là cơ quan cấp trên của cục dự trữ liên bang Mỹ phép công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3 năm 2022 của phép theo đó các thành viên của Fed thống nhất giảm mức độ bơm tiền vào chứng khoán mỗi tháng 95 tỷ đô la Mỹ, ủng hộ việc tăng thêm lãi suất cơ bản là 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 5 năm 2022 và sau đó có thể sẽ tiếp tục tăng. Đồng thời, các thành viên này cũng tin rằng xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine sẽ khiến cho áp lực lạm phát tăng lên đáng kể. Phản ứng trước thông tin trên, đồng đô la Mỹ đã tăng giá rất mạnh so với nhiều ngoại tệ khác tạo áp lực lên thị trường vàng. Giá vàng thế giới từ mức 1925 đô la Mỹ đã rơi xuống mức 1915 đô la Mỹ một ao. Có lẽ do phép giảm bớt cung tiền cho chứng khoán và lo ngại lãi suất tăng trong tương lai nên giới đầu tư tài chính mạnh tay bán cổ phiếu. Kết quả, thị trường chứng khoán của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc chìm trong sắc đỏ. Nhiều người đã dịch chuyển một phần dòng vốn vào kim loại quý, giúp cho giá vàng xanh sản trở lại. Giới chuyên gia nhận định Hiện tại vàng vẫn chưa có nhiều yếu tố hỗ trợ Ngành công nghiệp vàng của Nga gần đây không bán vàng sang các nước châu Âu Nên nguồn cung trên thế giới bị suy giảm Vàng còn biến động mạnh trong bối cảnh Liên minh châu Âu lên kế hoạch cấm nhập khẩu than từ Nga Sau cuộc chiến tại Ukraine Nhiều dự báo cho rằng Giá năng lượng sẽ tăng mạnh Qua đó làm cho lạm phát ngày càng leo thang Nhiều người đã đưa vốn vào vàng để trú ẩn an toàn Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng sẽ không có nhiều biến động bởi phiên hôm nay không có nhiều thông tin kinh tế ảnh hưởng tới thị trường. Do đó phiên ngày mai thứ sáu ngày 8 tháng 4, giá vàng trong nước sẽ theo xu hướng đi ngang và có thể là tăng nhẹ. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây công xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.